Alright, bữa nay trời Amu sắp sửa lấy ra trường tuần sau final lận á. Yep, and then ngày mai yep, tuần sau là final xong rồi tới. Tuần sau tôi không có đi lễ giữ lễ ra trường của nhóm Gold West nữa. Tại tại tôi có lớp học của mình Karen ở OCC á, giờ tới tôi đi ăn mấy nhóm của Gold West ở thứ năm tuần sau. Thứ sáu tuần sau là tôi đi ăn với mấy nhóm của OCC, mấy gặp cái nhóm của OCC làm lễ ra trường, mới gặp với Andrea luôn. Tuần sau Andrea không có chở, Andrea không có chở tôi đi ra gặp mấy nhóm của OCC làm lễ ra trường. Tôi phải đi gặp, tôi phải lái đi một mình lận á. Yep. Tôi có mấy một người bạn đồng ý làm lễ ra trường của OCC làm nấu ăn lận á. Yep. So, rồi sau tôi phải đi sân khấu của OCC lận á, làm lễ ra trường. Sắp sửa xong rồi tới mùa hè June 10 tôi mới họp luôn với OCC trong một họp hè lận á. Yep. Woohoo. Tới cuối tháng 6 này tôi đi Hawaii với thằng Ruby lận á, với thằng Jennifer lận á. Rồi tới mùa thu này tôi đi Portland với thằng Karen lận á, đi qua phi trường John Wayne Long Beach lận á, đi qua Portland lận á. Yep. Rồi tới đi Portland xong rồi tới đi here. Rồi tới mùa thu này tôi sẽ đi một cái conference khác nữa, không biết ở đâu á, so phải chờ mới book vé rồi luôn, rồi tới một bữa tôi sẽ đi ở đâu không biết á. Yep. And then bây giờ về sắp sẽ về Gold West rồi, đây tuần sau là thi final là xong hết. Mẹ đây một tháng 12 là mệt, tôi mệt mỏi khổ quá. Tay thi phải họ mới, và thi cái khổ này không phải khổ buồn nặng như không phải cái kiểu ghê như tháng năm đây. Tháng năm là final thêm đây lễ ra trường luôn lận á. Alright, yeah, bây giờ xong rồi nha, tắt cái này nha, bye nha.